Lại xin chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu chi tiết cho các bác là về cái phôi cầu lắp ghép và chiếc thùng nuôi ong dành cho ong lội. Đấy, trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về hai cái sản phẩm này, em cũng xin giới thiệu qua cái mua bán đối với bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng trên mẫu thùng nuôi ong này, cầu nuôi ong hoặc là những cái vật tư về ngành nuôi ong ấy, thì các bác liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại để góc màn hình video. Để các bác điện đến thì bên cơ sở em là sẽ lên đơn hàng gửi hàng cho các bác. Còn thời điểm này đang chuẩn bị khai thác mật vải thiều thì đàn ong của các bác rất là bốc, đấy, nhiều đàn là xảy ra tình trạng chia đàn rồi. Thì các bác có thể là tham khảo đặt những cái mẫu thùng này đấy, về cái phôi cầu. Còn về cái phôi cầu lắp ghép này thì cũng là một cái sản phẩm cực kỳ là mới của năm 2023 đấy, được các bác tin tưởng và ủng hộ rất là nhiều. Cái hàng này thì bên cơ sở nhà em cái thứ nhất là làm đảm bảo chất lượng cho các bác là từ về cái chất lượng gỗ, cái thứ hai nữa là kích thước tiêu chuẩn. Đấy, và cái thứ ba nữa là về các bác lắp ghép vào rất là dễ. Đấy, một bộ phôi của nó gồm cái cái này, đấy, một cái này và hai cái chân. Đây là hai cái chân này. Đấy, hai cái chân này thì đã được khoan lỗ hết rồi các bạn. Đấy, khoan lỗ tổng cộng là 4 lỗ này. Đấy, đây là cái lỗ để về các bác mồi, các bác đóng đinh. Còn thêm một cái đũa nữa này các bạn này. Đấy, thì như thế này là được một bộ phôi. Ưu điểm khi các bác mua cái phôi này thì cái thứ nhất là giá cước của nó rất là rẻ. Đấy, cực kỳ là rẻ. Và cái thứ hai nữa là về thì các bác đóng thì nó sẽ rẻ hơn, là được hơn 1.000 đồng trên một cái phôi. Đấy, về các bác mua đinh 3 các bác đóng vào một lúc là xong 100 cái thôi. Còn đơn hàng như thế này thì bên cơ sở nhà em là đi là ít nhất là 50 phôi cầu trở lên là bên cơ sở nhà em gửi 50 phôi một nhé. Đấy, nhiều bác đặt 20-30 phôi thì các bác phải đặt thêm những phụ kiện thì bên cơ sở mới gửi, bởi vì làm như thế này thường thường là hỗ trợ cho các bác thôi, bởi vì không có lãi đâu các bác. Đấy, còn đợt này chân phôi thì được làm bằng cây sấu chua rất là cứng này. Đấy, và cái thứ hai nữa phản cái của nó ấy, đợt này làm bằng cái này là cái keo, cây keo lá vàng này các bác. Cái hàng này thì ưu điểm của nó thì nó rất là thẳng, đấy, cực kỳ là thẳng. Và cái thứ hai nữa là về các bác sử dụng với cái thời gian lâu năm nên nó cực kỳ là bền, nó không bị mối mọt. Còn ngoài ra thì đây là cái mẫu thùng nuôi ong dành cho ong lội này các bác này. Đấy, mẫu thùng nuôi ong này thì cũng được các bác sử dụng tin tưởng ủng hộ rất là nhiều bên cơ sở nhà em các bạn. Đấy thì giới thiệu qua cho các bác nhé. Đầu tiên chất lượng gỗ của nó thì nó được làm bằng gỗ gạo, đã được xử lý ngâm rất là kỹ rồi, từ 6 đến 8 tháng thì khi các bác mua về, cái thứ nhất là sử dụng là nó sẽ rất là nhẹ này, cái thứ hai nữa nó sẽ không bị mối mọt này, cái thứ ba nữa là nó sẽ không bị cong vênh. Và quan trọng hơn nữa thì cái chất lượng gỗ gạo này ấy thì nó là cái cây gỗ xốp, đấy thì rất là thích hợp cho đàn ong nó phát triển ở bên trong. Cái hàng này thì nhà em làm quy chuẩn của nó là thùng 4221. Hàng này thì nó sẽ không đây các bác này, hàng này thì nó là ván liền 100% đấy, từ mặt ván tất cả đấy. Còn bên cơ sở nhà em bán thì cái thứ nhất là bảo hành cho các bác là cái thứ nhất là gỗ nó sẽ không bị mối mọt, và cái thứ hai nữa là thùng chất lượng cũng luôn luôn là đảm bảo. Một thùng sẽ được tặng kèm theo là một cái vách ngăn như thế này, đai cầu thì em đã đóng đầy đủ hết cho các bác. Còn chiều rộng của nó là 26 này, chiều cao là 27, chiều dài là 42,5, có cửa mở ra mở vào cho các bác này. Đấy, đằng sau thì có cửa sổ luôn. Còn số lượng hàng thì nhà em đóng gửi đi thì các bác biết rồi, đấy, cái số lượng nó cực kỳ là nhiều luôn. Thì các bác muốn mua đồ mà chất lượng này, cái thứ hai nữa giá cả rẻ này, thì các bác có thể là qua tham khảo bên cơ sở shop em. Đấy, em để số điện thoại góc màn hình video ấy, để các bác điện đến thì bên em lên đơn hàng gửi hàng cho các bác nhé. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.